những nét đặc trưng văn hóa, nghệ thuật, thời trang, âm nhạc, ẩm thực theo phong cách Ý đang đến với khán giả trong lễ kỷ niệm Quốc hành Ý tại Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình đến từ các tiết mục của các nghệ sĩ violon và piano đến từ Ý cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Và tiếp nối lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Italia, ngày hôm qua, một phần của con phố Lê Phụng Hiểu cũng đã được biến thành một sàn diễn thời trang nhỏ mang dáng dấp của những con phố Italia. Ba bộ sưu tập thời trang của các nhà thiết kế Việt Nam lấy ý tưởng từ các con tem Italia cũng đã đem lại cho khán giả rất nhiều những bất ngờ thú vị. Trong thanh âm của những ca khúc Italia, hơn 40 mẫu thiết kế lấy ý tưởng từ những con tem đã được trình làng và đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ. Ba bộ sưu tập thể hiện các chủ đề điêu khắc, phong cảnh và các vị nhân người Italia đã giới thiệu tới khán giả Việt nền văn hóa của nước Italia đặc sắc. Bằng kỹ thuật in hiện đại, các con tem trở thành điểm nhấn nổi bật trên các bộ trang phục. Những tà áo dài truyền thống của Việt Nam cũng trở nên hiện đại hơn. Khi mà mình đưa những cái hình ảnh trên những con tem của nước Ý lên những cái trang phục, làm sao đó để cho mọi người cảm giác là nó có cái gì đó của nước Ý mà vẫn có phảng phất hình ảnh của Việt Nam ở trong đó, sự lồng ghép giao thoa giữa văn hóa Ý và Việt Nam ở trong những cái trang phục của mình. Trong ngày Quốc khánh của Italia, những người dân Italia làm việc lâu năm ở Việt Nam lại có cơ hội cùng nhau hội ngộ. Nhiều người không khỏi xúc động khi theo dõi bộ sưu tập này. Tôi sống ở Hà Nội 8 năm rưỡi rồi, bộ sưu tập hôm nay rất tuyệt. Hình ảnh của nước Italia cùng với âm nhạc làm tôi rất xúc động. Xem xong, tôi thấy nhớ quê hương của mình hơn và muốn trở về Italia để thăm lại những người thân của mình. Hai nước có hai nền văn hóa khác nhau, nhưng lại có được một sự kết hợp rất là thú vị. Nhìn các bộ sưu tập, tôi có cảm giác rất thân thuộc. Vỏn vẹn chỉ hơn 30 phút, với ba bộ sưu tập thời trang, các nhà thiết kế Việt Nam đã tái hiện một phần độc đáo của đất nước Italia xinh đẹp sau 70 năm giành độc lập. Giá trị của các bộ sưu tập không chỉ để làm đẹp, mà còn giúp con người chạm vào những ký ức thân thuộc, thêm yêu và hiểu nhau hơn. Vâng, 70 năm một con số vô cùng có ý nghĩa với đất nước Italia, và chúng ta đã nhìn thấy được những hình ảnh của Italia trong những cái bộ trang phục rất là tuyệt vời vừa rồi, phải không thưa quý vị? Và đây có lẽ cũng sẽ là một món quà dành cho những người bạn đang sinh sống tại Italia để họ có thể nhìn thấy đất nước của mình một cách gần nhất. Và đêm giao lưu này chắc chắn sẽ kéo gần hơn nữa nền văn hóa của Việt Nam với Italia, để gắn chặt hơn nữa đất nước Việt Nam chúng ta với những đất nước ở bên ngoài. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.